Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo cuốn sách Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 6 Hành trình từ sân ga 9 3 phần tư Tháng hè cuối cùng của Harry sống ở nhà ông bà Dursley không vui chút nào hết. Đúng là Dudley bây giờ sợ Harry đến nỗi không dám ở chỗ nào có mặt Harry. Còn ông bà Dursley thì không còn nhốt Harry dưới gầm cầu thang nữa, không bắt cậu làm chuyện này chuyện kia nữa, cũng không quát thét cậu nữa. Thực tế là bây giờ họ không thèm nói chuyện với cậu, nửa sợ nửa giận, họ hành động như thể không hề có sự tồn tại của Harry trong nhà họ. Mặc dù về nhiều mặt, điều đó có thể coi như là một sự tiến bộ, nhưng như vậy hoài thì thật là căng thẳng. Harry cứ giúp trong phòng mình làm bạn với con cú. Cậu đã quyết định đặt tên cho con cú là Hedwig. Cái tên này cậu thấy trong cuốn lịch sử pháp thuật. Những cuốn sách giáo khoa mới của cậu đều rất thú vị. Cậu cứ nằm dài trên giường đọc sách đến khuya, còn Hedwig cứ bay xẹt ra xẹt vô cửa sổ tùy hứng. Cũng may là bà Dursley không còn vô phòng cậu dọn dẹp nữa bởi vì Hedwig cứ tha chuột chết về phòng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Harry lại gạch bỏ đi một ngày trong miếng giấy dán trên tường. Đếm coi còn lại bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày 1 tháng 9. Vào ngày cuối cùng của tháng 8, Cậu nghĩ dù sao cũng nên nói với dì Dượng về chuyện cậu phải ra ga ngã tư vua vào ngày hôm sau. Cậu đi vô phòng khách, nơi cả nhà Dudley đang xem một chương trình đố vui trên TV. Cậu tàng hắng để mọi người biết là cậu có mặt ở đó. Dudley hét lên một tiếng ghê tẩm rồi co giò chạy ra khỏi phòng. Dạ thưa... thưa Dượng. Ông Dudley ẩm ừ để tỏ cho biết là ông đang nghe. Dạ con cần phải đi đến nhà ga ngã tư vua vào ngày mai để để đến trường Hogwarts Ông Dursley lại ẩm ừ Dượng cho con quá giang tới nhà ga được không ạ Ẩm ừ Harry cho rằng như vậy là đồng ý Cảm ơn Dượng Nó sắp đi trở về phòng thì Dượng Dursley mở miệng nói Đi học trường phù thủy mà đi bằng xe điện thì ngố thật à Mấy tấm thảm thần đem ngâm xà bông giặt chưa khô hả Harry không nói gì Mà cái trường đó ở đâu Harry sực nghĩ ra điều này lần đầu tiên Ừ, cái trường ở đâu? Con không biết. Cậu móc túi lấy tấm vé mà lão Harris đã đưa cho cậu đọc. Cậu đọc, con chỉ cần đi chuyến tàu rời sân ga số 9, 3 phần 4 vào lúc 11 giờ. Dì dưỡng cậu trừng mắt hỏi, sân ga số mấy? 9, 3 phần 4. Dượng Dursley nói, nói chuyện điên khủng, làm gì có sân ga số 9, 3 phần 4? Vé của con ghi như vậy mà, nào hú, nào sủa, lũ bay có đủ thứ chuyện tào lao điên khùng, để rồi mày xem, mày chỉ cần chờ đó mà xem. Được rồi, tao sẽ đưa mày tới nhà ga ngã tư vua, đằng nào chúng ta cũng đi Luân Đôn ngày mai, chứ không ta chẳng hơi đâu mà phiền lụy. Cố tìm sự thân thiện, Harry hỏi, "Mai dựng đi Luân Đôn có chuyện gì ạ?" À? Dượng lây gầm gừ. "Đưa lây đến bệnh viện để cắt bỏ cái đuôi quỷ quái ấy trước khi nhập học trường Smelting." Sáng hôm sau, Harry thức dậy lúc 5 giờ. Cậu hồi hộp háo hức đến nỗi không thể ngủ lại. Cậu mặc quần jean vào vì cậu không muốn đi đến nhà ga trong bộ áo trùng phù thủy. Khi nào lên tàu cậu sẽ thay ra. Cậu dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường Hogwarts một lần nữa để chắc là cậu không hề sai sót một thứ gì. Còn Hedwig đã được nhốt cẩn thận trong lồng đóng kín. Xong, cậu dinh đồ xuống hành lang và chờ gia đình Dursley thức dậy. Hai tiếng đồng hồ sau, cái dương khổng lồ nặng nề của Harry được chất lên xe ông Dursley. Bà Dursley năn nỉ hết lời mới đem được Dursley ngồi bên cạnh Harry và chiếc xe chạy. Họ đến nhà ga ngã tư vua lúc 10 giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái dương của Harry lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho cậu. Harry đang suy nghĩ về lòng tốt đặc biệt khác thường này thì ông Dursley đứng khựng lại. Ông ngó các sân ga với nụ cười nham hiểm trên mặt. Tới rồi đó nhóc, Sân ga số 9, số 10. Sân ga của mày chắc là đâu đó ở giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả? Dĩ nhiên ông Dudley nói hoàn toàn đúng. Có một con số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác. Ông Dudley cười nham nhở hơn nữa. Đi học cho giỏi nghe. Ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry quay lại và thấy gia đình Dursley đã lái xe đi. Cả ba người ngồi trên xe cười ngất. Miệng của Harry trở nên khô đắng. Cậu phải làm gì nữa đây? Nhiều người bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt treo cợt vì cậu kè kè con Hedwig. Chắc là cậu phải hỏi tham ai đó thôi. Cậu đón được một người bảo vệ để hỏi nhưng không dám nói đến sân ga số 9 3 phần 4. Người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện Hogwarts và vì Harry không thể nói được là Hogwarts nằm ở vùng nào trên nước Anh, ông ta bắt đầu bực mình. Như thể Harry cố tình giả ngây giả ngốc. Thất vọng, Harry hỏi xem chuyến tàu nào khởi hành lúc 11 giờ. Nhưng người bảo vệ nói, không có chuyến tàu nào cả. Cuối cùng ông ta bỏ đi đâu, lào bào chuyện mất thì giờ. Harry cố gắng để không phát hoảng vào lúc này. Theo như cái đồng hồ to bành gắn trên tấm bảng thông báo tàu đến, Cậu còn 10 phút nữa để lên chuyến tàu đến Hogwarts, mà cậu thì không biết làm sao để lên được tàu. Cậu bị kẹt cứng giữa sân ga với cái dương to tổ mái mà không tài nào xoay sờ nổi. Trong túi chỉ có tiền phù thủy và bên cạnh chỉ có một con cú. Lão Harris ắt là đã quên dặn cậu điều gì. Chẳng hạn như kiểu gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào hẻm xéo chẳng hạn. Cậu đang băn khoăn không biết con nên rút cây đũa phép ra, gõ vào quầy soát vé, nằm giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 hay không. Đúng lúc đó, có một nhóm người đi tới sau lưng và cậu nghe lỏm được vài ba câu họ đang nói. Đầy nhóc bớt cửa, biết ngay mà. Harry quay phát lại, người nói là một người đàn bà béo múp míp, bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe, mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái dương giống như cái của Harry và họ đều có cú. Chống ngực đánh liên hồi, Harry lập tức đẩy cái dương theo họ. Họ dừng lại, Harry cũng dừng lại. Đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con. Xem coi sân gà số mấy. Chín ba phần tư. Một bé gái nhỏ xíu cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ. Má ơi, con muốn đi. Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny, yên nào, được rồi. Percy con đi trước. Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số 9 và sân ga số 10. Harry chăm chú nhìn. Cậu không chấp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào, ngăn hai sân ga, thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry, thì thằng bé kia đã tan biến. Người đàn bà múp míp nói, Fred, tới phiên con. Một trong mấy đứa con trai còn lại nói Con không phải là Fred, con là Jock Thật tình, thưa bà Bà tự xưng là mẹ của chúng con Vậy mà bà không thể phân biệt được con là Jock sao Xin lỗi con, Jock à Đùa tí thôi chứ, con là Fred Thằng bé nói xong là chạy mất Người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ơi Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy Chỉ nháng một cái là thằng trước mất tiêu Nhưng mà mất tiêu đi đâu Harry không thể hiểu được Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thấy nó đâu nữa. Không có gì xảy ra cả. Harry đành hỏi thăm người đàn bà múc míp. Xin phép hỏi bác. Bà đáp. Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hả? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh. Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặt đầy tàn nhang. Bàn tay bàn chân thì to bè và mũi thì dài sọc. Harry đáp, dạ nhưng mà, nhưng mà con, con không biết phải làm sao, làm sao, làm sao vô sân ga hả? Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời. Harry gật đầu, bà nói, đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi. Ờ, dạ. Harry chào, rồi đẩy cái dương của mình quay lại. Đăm đăm ngó cái hàng rào, trông hết sức chắc chắn. Cậu bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt cậu để đến sân ga số 9 hoặc số 10. Cậu đi mau hơn. Cậu sắp đụng vào hàng rào và thế nào cậu cũng bị rắc rối. Tựa người vào cần xe đẩy, cậu dồn sức đẩy xe chạy thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa cậu không thể nào ngẩng đầu được nữa rồi chiếc xe đẩy nhanh muốn vượt ra khỏi tay cậu lôi cậu theo chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi cậu nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt thế nhưng điều đó chẳng hề xảy ra harry cứ đẩy xe chạy hoài cậu bèn mở mắt ra trước mắt cậu là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường dây kế bên sân ga đông đúc hành khách một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts khởi hành lúc 11 giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó. Trên cổng có ghi, sân ga số 9 3 phần 4. Thế là Harry đã vô được sân ga 9 3 phần 4. Khói từ đầu máy xe lửa làng bảng trên đầu đám đông đang trò chuyện. Trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẻo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì trí chuẽ nhau theo phong cách cú vọ giữa những tiếng lóe xoé và tiếng dương còm kèn kẹt cạ vào nhau. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ trò chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi với nhau giành ghế. Harry đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga, tìm một cái ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn đang kêu. Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi. Ôi Neville! Harry nghe tiếng thở dài của một bà già. Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ. Cho coi chút đi Ly, coi chút thôi mà. Thằng bé bèn hé cái nắp hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp. Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Cậu đẩy con cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái dương khổng lồ của mình. Cậu vừa nâng vừa đẩy cái dương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái dương lên từng nấc một, nhưng không hề nhấc được một cái đầu dương lên. Đã vậy còn rất trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi, cần giúp một tay không? Thì ra là một trong những anh em sinh đôi tóc đỏ mà Harry đi theo từ ngoài quầy bán vé. Harry hồn hển, ôi cảm ơn. Ê Fred, lại đây đỡ một tay coi nhờ hai anh em sinh đôi giúp cuối cùng harry cũng đưa được cái dương vô góc toa tàu cậu vừa vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói cảm ơn nhé bỗng nhiên một trong hai anh em sinh đôi chỉ tay vào vết thẹo hình tia chớp trên trán harry kêu lên cái gì kia à cậu là đứa thứ hai lắp bắp đúng là cậu ấy rồi đứa sinh đôi đầu tiên lại nói đúng không harry ngơ ngác đúng cái gì cả hai anh em sinh đôi đồng thanh nói harry potter Ờ nó Harry vỡ lẽ ra À ý tôi nói vâng vâng là tôi đấy mà Hai thằng bé kia được mặt ra nhìn Harry Khiến nó ngượng chín cả người May sao vừa lúc đó Bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng Làm Harry bớt căng thẳng Fred ơi Rock à Các con có trong đó không Tới liền má ơi Hai anh em nhìn Harry một lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe. Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất, nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người mẹ rút ra một chiếc khăn tay bảo, Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa? Thằng bé nhỏ nhất trong đám ngọ nguậy né tránh, nhưng bà mẹ đã tóm lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Nó vùng vàng ngọ nguậy, mẹ buông con ra. Một trong hai đứa sinh đôi nói, ý mẹ, Ronnie, mũi thỏ lở, im đi. Ron hét lên, mẹ chúng hỏi, Percy đâu rồi? Ảnh đang tới kìa. Đứa lớn nhất trong mấy anh em xuất hiện. Anh chàng đã thay bộ đồng phục đen rộng thùng thùng của học sinh Hogwarts và Harry thấy chiếc ngực áo anh là một phù hiệu bạc. Trên đó có một mẫu tử P. Anh nói, không ở đâu được mã à con ở toa phía trên kia, có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng. Một trong hai đứa sinh đôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh là huynh trưởng hả Percy? Lẽ ra anh phải nói chứ, tụi em chẳng biết gì cả. Có mà, Đứa sinh đôi thứ hai nói chen Khoan, tao nhớ Có lần ảnh nói gì đó về vụ huynh trưởng Hình như có một lần Hồng chừng là hai lần Để nhớ coi Hình như nói suốt mùa hè mà Anh Percy huynh trưởng bảo Thôi im nào Nhưng một trong hai anh em sinh đôi vẫn thắc mắc Nhưng mà tại sao anh Percy vẫn có đồng phục mới Bà mẹ nói với vẻ chiều mến Bởi vì anh con là huynh trưởng Mà thôi cục cưng Chúc các con một niên học tốt Nhớ gửi cú cho má khi tới nơi nhé Bà hôn lên má Percy tiễn anh đi Rồi bà quay lại hai cậu song sinh Dặn dò Bây giờ hai con liệu mà cư xử đấy Năm nay các con đã lớn rồi Nếu mẹ còn nhận được cú báo là các con đã làm Làm những chuyện như nổ bồn cầu tiêu hay Nổ bồn cầu tiêu á Tụi con đâu có làm nổ Bao giờ đâu Một đứa sinh đôi kêu lên nhưng đứa sinh đôi thứ hai lại nói Ý của má hay đấy, cảm ơn má Má không nói đùa đâu, nhớ trong non ron với Má đừng lo, có tụi con thì đảm bảo nhóc Ron bé bỏng của má chẳng việc gì đâu. Im đi, Ron lại la lên. Nó cao gần bằng hai ông anh sinh đôi và cái mũi vẫn còn hồng hồng vì bị mẹ nó vò lúc nãy. À mà đoán thử coi, đoán thử hồi nãy tụi con gặp ai trên xe lửa coi. Harry vội dựa lưng sát ghế để gia đình tóc đỏ không thể nhìn thấy nó. Má nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ngoài ga không má? Má biết nó là ai không? Ai? Harry Potter. Harry nghe giọng đứa con gái nhỏ nói Ôi má cho con lên toa xe nhìn ảnh một cái nha má Một cái thôi Không được Ginny Con đã nhìn thấy người ta rồi Người ta không phải là thú lạ trong sở thú cho con nhìn chòng chọc, chọc đâu Mà có đúng là cậu ấy không Fred Làm sao con biết được Con hỏi nó Con nhìn thấy cái thẹo của nó Đúng là cái thẹo đó Y như tia chớp Tội nghiệp Hèn gì má thấy nó đơn độc Lúc nãy nó hỏi má cách vô sân ga mà hết sức lễ phép Tội quá Thôi má, theo má thì liệu nó có còn nhớ được kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trông ra làm sao không bà mẹ bỗng đanh mặt mà cấm con hỏi điều đó liệu hồn chưa bao giờ đả động đến điều ấy bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều khủng khiếp ấy vào cái ngày đầu tiên đến trường sao thôi được má cứ yên tâm một tiếng còi tàu vang lên mau lên tàu đi các con bà mẹ hối bà đứa con trai vội trèo lên toa xe chúng nhoài người ra ngoài cửa cho mẹ hôn từ giã và đứa con gái nhỏ nhất hòa lên khóc Đừng khóc Ginny Bọn anh sẽ gửi thật nhiều, thật nhiều cú cho em nhé Bọn anh cũng sẽ gửi cho em một cái bồn cầu tiêu hầu Rock Con nói giỡn mà má Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh Harry nhìn thấy bà mẹ đứng vẫy tay theo các con và cô em gái Thì vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu Cho đến khi tàu tăng tốc bỏ xa cô bé Cô đành đứng lại, cố vẫy tay theo harry vẫn ngoái nhìn cô bé và bà mê mải cho đến khi họ khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu qua cửa sổ toa tàu những ngôi nhà lướt nhanh harry lấy lòng sao mà hồi hộp quá cậu không biết sắp phải làm gì làm gì thì làm chắc cũng còn hay ho hơn những thứ mà cậu đã bỏ lại sau lưng cửa toa tàu nhẹ mở ra và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào nó chỉ vào chỗ đối diện với harry hỏi có ai ngồi ở chỗ này không bồ mấy toa khác hết chỗ mất rồi harry lắc đầu thằng bé ngồi xuống nó liếc harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ giả đò như không hề nhìn harry trên mũi nó vẫn còn một vết đen ê ron hai anh em sinh đôi quay trở lại một đứa nói ron nè tụi anh lên toa giữa nhé thằng lee jordan có một con nhện khổng lồ ở trên đấy ron lầu bầu ờ ừ, đứa sinh đôi thứ hai bảo harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu Tụi này là Fred và George Weasley, còn đây là Ron em trai của tụi này. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào. Harry và Ron cùng nói, chào. Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron bột miệng hỏi. Bồ là Harry Potter thiệt hả? Harry gật đầu. Thiệt hả? Ờ, vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái a, à, cái nó chỉ lên chán harry harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên chán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp ron nhìn cái thẹo đăm đăm vậy ra đó là chỗ mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã phải harry nói nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả không nhớ gì hết trơn á ờ có nhớ ánh sáng xanh lè nhưng không nhớ thêm được gì nữa chà ron ngồi nhìn chằm chằm harry một lát rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã. Nó bèn quay mặt qua nhìn ra cửa sổ thật nhanh. Harry cũng tò mò muốn biết về Ron không kém. Cậu hỏi Ron, cả nhà bồ đều là phù thủy à? Ron đáp, ơ, ờ, phải, mình nghĩ vậy. Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình thì không hề nhắc đến ông ấy. Vậy là bồ biết nhiều pháp thuật lắm à? Gia đình Weasley rõ ràng là một trong những gia đình phù thủy lâu đời, mà thằng bé nhợt nhạt Terry gặp ở hẻm xéo có nhắc tới Ron hỏi Mình nghe nói bồ sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao? Khủng khiếp À mà không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu Chỉ có dì Dượng và thằng anh họ của tôi mới vậy thôi Ước gì tôi cũng có ba người anh phù thủy như cậu Ron đính chính Năm người lận Ron nói Nhưng mặt Ron bí xị Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường. Anh Bill thì đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng quýt đích. Bây giờ anh Percy lại là huynh trưởng, anh Fred và anh George thì quậy lắm. Nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình. Nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu. Vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill Xài cây đũa phép cũ của anh Charlie Đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa Ron móc trong túi áo khoác ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say Nó tên là Scrapper Vô dụng hết chỗ nói Hiếm khi mình thấy nó thức Lúc nào nó cũng ngủ Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng Nhưng mà ba má thì không đủ tiền Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được Hai tay của Ron ửng đỏ Nó nghĩ nó đã nói quá nhiều Nó bèn quay mặt đi Nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ Harry lại thấy chẳng có gì đáng xấu hổ Nếu người ta không đủ tiền mua một con cúng Nói cho cùng cả đời cậu cũng chưa bao giờ có tiền Cho mãi đến tháng trước Thế là cậu kể cho Ron nghe tất cả về chuyện cậu mặc quần áo cũ của thằng Dudley và chẳng khi nào có được món quà sinh nhật xứng đáng. Câu chuyện của Harry có vẻ làm cho Ron vui lên. Mãi cho đến lúc bác Harris kể cho tôi nghe, tôi mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về ba má tôi, về lã Voldemort. Ron nghe nói tới đó, đột nhiên bụ miệng lại. Harry ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Ron thì thào, giọng vừa kinh hoàng vừa kính phục. Bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người thì cũng chỉ có bồ. Ồ, tôi không có ý định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn như vậy đâu. Chẳng qua tại tôi không biết là không nên gọi như vậy. Bạn hiểu ý tôi không? Tôi chắc là tôi còn phải học nhiều thứ lắm. Rồi Harry nói thêm, giọng lo lắng về cái điều dạo gần đây làm cậu bận tâm nhất. Tôi sợ mình đứng chót lớp quá. Không đâu, có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình mất gồ mà vẫn học giỏi như thường. Ron an ủi. Trong lúc cả hai mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi London. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhờ nhơ những đàn cừu và bò thong thả gạm cỏ. Cả hai đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh qua bên ngoài. Khoảng 12 giờ rưỡi, có tiếng sùng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúng đồng tiền tươi cười đẩy cửa toa bước vào hỏi. Dùng món gì hả các cháu? Harry vì chưa ăn sáng nên đứng phát dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tay đỏ lửng lên. Cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang. Hồi ở nhà dưỡng Dursley, Harry không hề có các bạc nào để mua kẹo. Nhưng giờ đây túi của cậu dùng dình những đồng vàng, đồng bạc, đủ để mua hết đống sô-cô-la mắc nhiều đến nỗi cậu ôm không xuể. Nhưng cái bà tươi cười này không bán mắc ba. Bà chỉ có kẹo dẻo các vị, hiệu Betty Bird, kẹo cao su thượng hạng, hiệu Drupal, sô-cô-la ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và nhiều thứ lạ lùng khác mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Harry muốn biết hết các món. Cậu mua mỗi thứ một ít và chỉ phải trả cho bà bán hàng có 10 đồng bạc sickle và 7 đồng su nát. Khi Harry bưng tất cả vô toa, chút cả đống xuống ghế ngồi thì Ron tròn mắt nhìn. Bồ đói lắm hả? Đói, muốn chết. Harry vừa đáp vừa ngoạ một miếng bánh bí ngô to đầy miệng trong lúc đó ron móc trong túi áo ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở bên trong có bốn miếng bánh mì nó gỡ một miếng ra và nói má cứ quên là mình không thích thịt bò muối harry cầm một miếng bánh đưa cho ron mời đổi cho bồ miếng này thử đi ron ngó miếng bánh của mình nói bồ không ăn được món này đâu khô queo mà má mình làm vội rồi ron nói nhanh lúng búng tại có tới năm đứa mà Harry trước đây chưa từng có cái gì để mời người khác, nay thiệt tình muốn chia sẻ với bạn đồng hành. Ăn bánh này đi ăn đi mà. Thật là một cảm giác sung sướng dễ chịu được ngồi với Ron, cùng ăn hết cái bánh của Harry, hết cả bánh ngọt, hết cả kẹo, chỉ có mấy miếng bánh mì kẹp thịt khô là bị chừa lại. Cầm một mớ sô cô la ếch nhái, Harry hỏi Ron. "Cái gì đây? Đâu phải ếch nhái thiệt hả?" Cậu đã bắt đầu thấy bớt ngạc nhiên trước mọi việc. Ron đáp, không, nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì Mình còn thiếu Agrippa Là cái gì? Ờ, phải, bồ đâu biết ha Mỗi gói sô-cô-la nhái có giấu bên trong một tấm thẻ Để người ta siêu tầm chơi Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà Mình siêu tầm được chừng 500 cái Nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy Harry mở bao sô-cô-la của mình Rút ra một cái thẻ Trên thẻ có hình của một người đàn ông Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt Có cái mũi dài, khoằm, Dâu tóc dài bạc trắng xóa xuống như thác đổ Phía dưới chân dung ông có ghi tên Albert Dumbledore Harry nói Vậy ra đây là cụ Dumbledore Ron nói Phải rồi Đừng có nói với mình là bồ chưa hề nghe đến cụ Dumbledore đấy Cho mình một con nhái đi Biết đâu trong đó có thể Có thể Agrippa Cảm ơn bồ Harry lật tấm thẻ lại Đọc ở mặt sau Albert Dumbledore Đương kim hiệu trưởng của trường Hogwarts được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại. Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phê hắc ám Grindelwald vào năm 1945 nhờ khám phá ra 12 công dụng của máu rồng cùng công trình của ông với cộng sự Nicholas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném kia 10 chai. Harry lật lại trước mặt tấm thẻ, vô cùng kinh ngạc khi thấy chân dung cổ Dumbledore đã biến mất ấy cụ đi mất rồi chứ sao chứ bồ nghĩ cụ rảnh mà ngồi lê la với mình cả ngày ở đây à ron nói nhưng cụ sẽ quay về thôi Ôi, chán quá lại thẻ morgana nữa mình đã có tới sáu bà morgana bồ có muốn giữ tấm thẻ này không bồ có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ ánh mắt của ron không rời được mớ sô cô la ếch nhái chưa mở bao cứ tự nhiên harry mời nhưng mà bạn biết không, ở thế giới Muggle, chụp hình rồi là người ta ở yên trong hình đấy. Thiệt à, họ không nhúc nhích gì sao? Ron tỏ ra rất ngạc nhiên, kỳ quái thật. Harry đam đăm nhìn tấm thẻ. Cậu thấy cổ đam đo đang khép nép bước trở lại vào tấm thẻ và mỉm cười với cậu. Ron thì xem ra khoái ăn sô-cô-la ếch nhái hơn là ngắm nhìn những ông bà phù thủy lừng danh. Nhưng Harry thì không sao rời mắt khỏi họ được. Chẳng mấy chốc, cậu không chỉ siêu tầm được chân dung cổ đam đo và bà Morgana, mà còn có cả ngài Hengist, sứ Woodcroft, Alberic Granmian, Circle, Paracels và Merlin. Cuối cùng là bà tu sĩ cổ giáo Nhĩ Lan, Clinodna đang gãi mũi. Một hồi sau, Harry thôi không xem bà gãi mũi trên hình nữa, chuyển sang mở mấy gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Betty Ron nhắc nhở Harry, phải cẩn thận với mấy món này đấy, khi họ nói là đủ vị thì có nghĩa là đủ các vị. Bố biết đủ các thứ vị từ sô-cô-la, vị bạc hà, vị mứt, nhưng cũng có vị rau dấp cá, vị thận heo, vị lông bò. Anh Jock có lần bị tàu hỏa nhập ma vì các vị đó rồi. Ron nhón một viên kẹo hình hột đậu xanh, nhìn ngắm cẩn thận rồi phun vô một góc. Ê, eh, đáng ghét vị dễ non. Nhưng cuối cùng cả hai cũng thích thú nhấm nháp sạch món kẹo dẻo các vị. Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi và còn nhấm thử một tí kẹo xám trông rất buồn cười mà Ron chẳng hề đụng đến. Cái đó hóa ra có vị cay như tiêu. Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn càng ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn nhìn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đó là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và những đồi núi xanh sẫm có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn mà Harry đã gặp ở sân ga 9 3 phần tư bước vào. Trông nó như mêu. Nó hỏi, xin lỗi, có ai thấy con cáo của tôi không? Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng. Tôi lại làm mất nó nữa rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à? Harry an ủi, nó sẽ trở về mà. Thằng bé giàu dĩ nói, vâng nhưng các bạn có thấy nó? Nó đến đó, thằng bé bỏ đi. Ron nói, không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong nó đi mất cho nó rồi càng sớm càng tốt ôi nhưng mà cũng chẳng nói được mình cũng có con skepper tội nợ đấy thôi con chuột vẫn ngủ ly bì trên đùi ron ron nhìn nó chán ghét không chừng nó chết rồi mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán nhưng niệm thần chú hoài mà không được để mình chỉ cho bồ xem coi này Ron lục lọi trong dương Lấy ra cái hộp đũa phép Trông te tua, mẹ đầu mẹ đuôi Đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng Lông kỳ lân gần bong ra rồi Nhưng vẫn còn xài được Ron vừa vẩy đũa phép một cái Thì cửa toa lại mở Thằng bé mất cóc lại bước vào Nhưng lần này nó đi cùng nó Là một đứa con gái Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh Cất tiếng hỏi Có ai thấy một con cóc không? Neville vừa mất một con cóc giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cổ cổ. Ron nói, hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi. Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron. A, à, đang làm phép à? Coi nào. Cô bé ngồi xuống, Ron hơi bị trượng lại. Ờ, được thôi. Nó tăng hắng đọc thần chú. Nắng trời một bơ hoa cúc, có con chuột ngu béo núc hay biến nó ra màu vàng ron vẫy cây đũa phép nhưng chẳng có gì xảy ra cả con skepper vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ ly bì cô bé nói bạn có chắc đó là câu thần chú thật không không ăn thua rồi chứ gì hồi trước tôi cũng có mấy câu để thực tập ấy mà mà câu nào cũng linh nghiệm hết ở nhà tôi á không ai biết làm phép thành ra lúc nhận thư gọi tôi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi Hy vọng như vậy là đủ để theo học Nhân tiện tự giới thiệu Tôi là Hermione Granger Các bạn là ai? Con nhỏ nói tía nói lia Rồi ngừng lại chờ đợi Harry nhìn Ron cảm giác nhẹ cả người Khi thấy mặt Ron thộn ra Chứng tỏ cô cậu cũng không học thuộc lòng Hết mọi cuốn sách trong chương trình học Ron lầm bầm Tôi là Ron Weasley Harry nói Tôi là Harry Potter Hermione kêu lên Thật à? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn dĩ nhiên rồi. Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm. Chuyện về bạn có ghi trong cuốn lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn thăng trầm của nghệ thuật thác ám và cuốn những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ 20. Harry cảm thấy bàng hoàng cả người. Tôi à? Hermione lại kêu lên. Trời đất, bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thế nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi. Thế rồi đột ngột, cô bé chuyển giọng. À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi cùng khắp nơi rồi. Nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất. Tôi hy vọng được vô đấy. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ. Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi biết không? Cô bé nói rồi bỏ đi, dắt theo thằng nhóc mất cóc. Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó. Ron nói Nó quăng cây đũa phép vô dương Lào bào Câu thần chú ngu si Chắc là anh Rock lại gẹo mình Anh biết đó là cái trò lừa bịp nên ảnh mới dạy mình Harry hỏi Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào Ron nói vẻ mặt tối sầm lại Gryffindor Ba má mình cũng từng ở nhà đó Nếu mình không được chọn vô nhà đó Thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa Mình nghĩ nhà Ravenclaw Cũng không đến nỗi nào nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mà mình bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất. Có phải đó là nơi mà Von xí quên, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy từng ở không? Đúng rồi, Ron đáp. Nó ngồi phịch xuống ghế, mặt mày lo âu, căng thẳng. Harry muốn Ron quên đi vụ ký túc xá. Cậu tìm cách nói sang chuyện khác. Cậu biết không, tôi thấy mấy chót dâu của con Skepper hình như hơi trắng ra một chút. Thế hai người anh của bạn ra trường rồi làm gì? Harry đang thắc mắc một phù thủy học hành xong thì làm gì? Ron đáp, anh Sackley thì đi Rumani nghiên cứu về rồng, còn anh Bill thì đến châu Phi làm gì đó cho nhà băng Gringotts. À, bố có nghe nói về Gringotts không? Tin đăng gần đây trên tờ Nhật Báo tiên tri ấy, nhưng chắc là nhà dân Markle không có báo đó cho bạn đọc đâu. Báo nói hôm rồi có kẻ tính cướp hầm bạc. Harry sửng sốt, thiệt à? Rồi sao nữa? Không sao cả, Chính vì vậy tin tức mới giật gân Chưa bắt được tội cướp Ba mình nói chắc là lại một tay phù thủy ghê gớm Của phê hắc ám dính líu trong vụ Green God này Nhưng kỳ quặc nhất là tội cướp mà không lấy gì cả Ai cũng sợ sợ Không biết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Có đứng sau mấy chuyện như vậy không Harry suy nghĩ mãi về cái tin cướp nhà băng Green God Cậu bắt đầu cảm thấy hơi ớn Khi nghe nói đến tên kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cậu thấy hình như vừa bước vào thế giới phù thủy là ai cũng có cảm giác sợ hãi đó. Nhưng phải như mà được nhắc đến tên Voldemort mà không kèm theo sợ hãi thì dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Ron hỏi, bồ chơi cho đội bóng quyết định nào? Ờ, uh, tôi có biết gì đâu. Câu thú nhận này của Harry làm cho Ron kinh ngạc. Cái gì? Để rồi bồ coi, đó là trò thể thao hay nhất thế giới đấy. Và Ron ra sức giải thích về bốn trái banh, về vị trí bày cầu thủ, thuật lại những trận đấu nổi tiếng mà nó từng đi xem với các anh của nó. Ron còn nói về những cán chổi thần mà nó ao ước mua được nếu một ngày kia dùng dình tiền. Đang diễn giải tới những chỗ tinh vi hơn của trò chơi cho Harry thì cánh cửa toa xe lại mở ra. Nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách like trách nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà morkin trong khu hẻm xéo thằng bé nhìn harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước nó hỏi đúng không đây tụi nó nói ôm khắp tàu là có harry potter đang ở trong toa này vậy ra là mày đó hả phải harry nói và nhìn hai đứa đi cùng cả hai trông chắc nịch và hung tợn tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu. À, đây là grabble còn đây là Goy. Tao là Manfoy, Draco Manfoy. Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Manfoy ngó Ron. Bộ thấy tên tao buồn cười lắm à? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha. Bà tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi. Mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nỗi nuôi không xuể chứ gì. Nó quay lại Harry. Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được. Nó giơ tay để bắt tay với Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi." Nghe đến đó, Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói: nếu hú tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đầu của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám rẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma. Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó. Mày nói lại coi. Draco Malfoy khịt mũi, nhạo báng. Chà, Mày muốn đánh lộn với tụi tao hả? À? Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay Harry nói Giọng can đảm Nhưng trong lòng cũng có hơi run Vì Grable và Goy đều bự hơn nó Và Ron rất nhiều Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi Phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi Mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy Goy thỏ tay định lấy Mấy gói sô-cô-la ếch nhái bên cạnh Ron Ron nhảy tới trước nhưng trước khi nó chụp được coi thì thằng này đã rú lên một tiếng đau đớn. Con chuột Grebble đang đeo lủng lẳng nơi đầu ngón tay thằng coi. Mấy chiếc răng chuột nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt goi. Goi la hết, vùng vẫy con chuột vòng vòng, nhưng con chuột vẫn không chịu nhả ra. Cuối cùng khi con chuột văng ra và bay tới cửa sổ thì cả Grebble và Manfoy đều hoảng hốt nhảy thối lui. Cả ba thằng lập tức biến mất. Chắc chúng tưởng có cả bầy chuột đang sẵn chờ trong mớ kẹo. Hay có lẽ chúng nghe có tiếng bước chân Vì ngay sau đó cô bé Hermione bước vào Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Cô nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những gói kẹo vung vãi khắp sàn Và Ron đang nhón đuôi con chuột Skeppel kéo lên Chắc nó tiêu rồi quá Ron nói với Harry Nó nhìn kỹ lại con chuột Ủa không, thật không tin được Nó lại ngủ nữa rồi này Đúng là con chuột đang ngủ ly bì Ron hỏi Hồi trước bồ có quen Draco Malfoy à? Harry giải thích vắn tắt cuộc gặp gỡ ở hẻm xéo. Ron nghe xong bảo, mình có nghe nói về gia đình đó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình thì không tin. Ba mình nói, bố thằng Malfoy ấy, đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám. Quay về phía Hermione, Ron hỏi, còn bạn, bạn cần gì? Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu. Ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn vừa đánh nhau à? Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đấy. Ron quắc mắt nhìn Hermione. Con Skeppel đánh nhau chứ không phải chúng tôi. Bạn có thể làm ơn đi ra cho chúng tôi thay đồ được không? Được thôi. Tôi vô đây chẳng qua là vì ở ngoài kia người ta trộn rộn như con nít vậy. Chạy lên chạy xuống khắp hành lang. À nhân tiện, tôi xin lưu ý bạn là mũi bạn dính lọ nghẹ đó bạn biết không ron chừng mắt nhìn theo cô bé khi cô đi ra ngoài harry thò đầu ra ngoài cửa sổ trời đang tối dần cậu có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẫm đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại harry và ron cùng cởi chiếc áo khoác ra và chùm lên mình chiếc áo dài đen áo của ron hơi ngắn một chút so với thân mình để lộ cả đôi giày một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng 5 phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau. Bụng dạ Harry nôn nao vì hồi hộp, Ron cũng vậy. Dưới lớp tàn nhang, mặt nó tái nhợt đi. Hai đứa nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng, rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm. Harry dùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh và Harry nghe một giọng nói quen thuộc. Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây, Harry khỏe không? Gương mặt lông lá của lão Harry hớn hở trên biển đầu người. Lại đây đi theo ta, còn học sinh năm nhất nữa không? Bước cẩn thận, học sinh năm thứ nhất, theo ta. Mò mẫm, loạn choạng, Bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi, Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thiên thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chỉ dám thút thít một đến hai lần. Hagrid ngoái đầu ra sau nói, Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây. Qua khúc quanh này là thấy ngay. Một tiếng ô rất to đồng thanh vang lên con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn, điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Lão Harris chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ kêu to. Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người. Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. Harry một mình một thuyền kêu to lần nữa. Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì tiến lên! Cả đoàn thuyền cùng rời một lúc, băng ngang qua một hồ phẳng lặng như gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn kết bằng những dây thường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thanh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài. Đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Harris đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì hay không. Lão kêu lên, à, ra mày, có phải con cóc của cháu đây không? Neville mừng rỡ giơ tay ra. Trevor! Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm xương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Bọn trẻ hớn hở, bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ? Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo cuốn sách Harry Potter và hòn đá phù thủy tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 7 Chiếc nón phân loại Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích, đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị. Đến nỗi ý tưởng đầu tiên này ra trong đầu Harry là chớ có mà lôi thôi với bà. Lão Hagrid giới thiệu: Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall. Cảm ơn bác Hagrid, bác để chúng lại cho tôi được rồi. Bà mở toang cửa sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể dinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley vào cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà bang Green Ghost. Trần lâu đài cao vòi vòi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cầm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Bọn trẻ đi theo giáo sư Mark McGonagall, băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry có thể nghe thấy âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải. Có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư Mark McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ, trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, ngẩng cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Giáo sư Mark McGonagall cất lời. "Chào mừng các con đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng." Bởi vì trong thời gian các con ở đây, ký túc xá của các con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà. Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Howard thì thành tích của các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà, một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được lựa chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ánh mắt bà trần trừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville. Chót mũi nhỏ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Harry cố hết sức vuốt cho mái tóc bù xù của mình nằm ẹp xuống. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Bà giáo sư McGonagall nói. Giữ trật tự. Bà đi ra khỏi phòng. Harry nuốt nước miếng khan. Nó hỏi Ron. Phân loại vô các nhà là sao? Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó, anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi thôi. Tim Harry bắt đầu nhảy loạn xạ. Dạ. Một cuộc kiểm tra trước cả trường, mà nó thì không biết tí phép thuật nào. Biết làm cái trò quỷ gì đây? Khi đặt chân đến trường, Harry đâu ngờ sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra như thế này. Cậu lo lắng nhìn quanh và thấy ai cũng có vẻ hãi hùng, không ai dám nói năng gì. Ngoại trừ con nhỏ Hermione, cứ lầm nhầm cả đống thần chú đã học thuộc lòng và đang tính xem hồi nữa nên xài câu nào. Harry cố gắng để khỏi phải nghe. Cậu chưa bao giờ căng thẳng tột độ như vậy, kể cả cái lần mang sổ liên lạc về cho dì dượng Dursley, mà trong đó có ghi cái tội của cậu là làm bộ tóc giả của giáo sư trở nên xanh lè. Giờ đây mắt Harry cứ dán chặt xuống sàn nhà. Chỉ vài giây nữa thôi, giáo sư McGonagall sẽ quay trở lại và số cậu tới đây chắc là tàn. Bỗng nhiên có một chuyện khiến Harry nhảy bắn lên không chung cả ba tấc. Bọn trẻ con xung quanh cũng kêu thét lên. Ôi, cái, cái gì? Harry há hốc mồm ra. Tất cả đám trẻ con cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Có khoảng hai chục con ma vừa trườn ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua căn phòng, trò chuyện với nhau và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm nhất hình như chúng đang gây gỗ nhau. Một con ma trông giống như một thầy tu tròn chính đang nói. Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói. Chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai. Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Pivers quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn ta vẫn đi bêu diếu chúng ta đủ điều. Và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự. Ê mà này, cả lũ chúng bay làm gì ở đây hử? Con ma mặc đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời. Con ma thầy tu mới nhìn quanh mỉm cười. Học sinh mới đây mà, chắc là sắp được phân loại phải không? Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thầy tu béo nói tiếp. Hy vọng được gặp lại các em trong nhà Hufflepuff. Nhà cũ của anh ấy mà. Chợt vang lên một giọng nói sắc lạnh. Tiến tới trước, lễ phân loại sắp bắt đầu giáo sư Mark McGonagall đã quay trở lại. Những con ma vội vã lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện. Từng con một, giáo sư Mark McGonagall ra lệnh. Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta. Lúng túng vụng về như thể hai chân đã hóa thành trì. Harry đứng vô hàng, sau lưng một thằng bé tóc vàng. Ron đứng ngay sau lưng Harry và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng. Băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sành đường. Harry chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư Mark McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác có các thầy cô đứng ở sau lưng hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng trông giống như chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn xương bạc để trái những ánh mắt nhìn chằm chằm harry ngước nhìn lên phía trên và thấy vò mái nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời Harry nghe Hermione thì thầm. Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đấy. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy mà. Harry vội nhìn xuống. Đúng lúc giáo sư Mark McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đục và dơ cực kỳ. Dì Petunia mà thấy thì chắc là phải quẳng vô sọt rác ngay ấy. Chắc họ sẽ phải bắt mình lôi ra được từ trong cái nón kia một con thỏ hay trò gì đại loại vậy chắc. Harry hoang mang. Nó thấy mọi người đều dán mắt vào cái nón đó. Nó cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phát, rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo. Một tiếng toạc, vành nón mở ra như một cái miệng và cái nón bắt đầu hát. Ở này ta dẫu không sinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh sắc xảo đố nón nào qua mặt ta Các ngươi cứ đợi nón hoa Mũ cối, mũ nồi tùy thích Không sao ta đây chấp hết Nón ta, phân loại Hogwarts Những điều dấu chẳng nói ra Ta đọc được từ trong óc Hãy chải đầu và vuốt tóc Đặt lên, ta nói cho nghe Người nào vô Gryffindor Cái lò luyện trang dũng cảm Người nào vô Hufflepuff Nơi đào tạo kẻ kiêng trung khó khăn chẳng khiến ngại ngùng đáng tin đúng người chín trực ai vào Ravenclaw nơi đào luyện trí nhanh vừa ham học lại chân thành hoặc Slytherin cũng thế dạy cho ta đa mưu túc trí làm sai miễn đạt mục tiêu hãy đội lên hãy đội nào đừng sợ sệt nghe ta nói nghe ta nói ta phân loại ngươi là ai ở nhà nào hãy bình tĩnh đội lên nào trong vành nón như tay ấm kết thúc bài hát của chiếc nón cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên ron thì thảo với harry vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy phải đập fred một trận mới được ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ vậy harry mỉm cười yếu ớt ừ thì đội nón dễ hơn đọc thần chú làm phép màu nhưng cậu vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cảnh cậu đội nón cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều. Harry cảm thấy mình chẳng có gì dũng cảm, thông minh hay mưu trí gì vào lúc này hết. Giá mà cái nón kể thêm trong hô quất có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy bồn chồn đến phát buồn nôn thì chắc nơi đó thích hợp với Harry nhất vào lúc này. Giáo sư Mark McGonagall bước tới phía trước với một cuộn giấy da dày trong tay. Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu. Hannah Abbott một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé, yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên. Nhà hát Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hô to, vỗ tay chào mừng. Hana đi đến chỗ ngồi ở dãy bàn của nhà hát Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hana. Kế tiếp, Susan Bonnice. Nhà Hufflepuff. Cái nón lại hô lên lần nữa và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah. Terry Boot. Nhà Ravenclaw. Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay. Nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay với Terry. Cậu bé đến nhập học vào bàn của họ. Mandy Brockhurst cũng vô nhà Ravenclaw và Lavender Brown trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron sáo mừng. Millicent Bulstrode. Cậu này được phân về nhà Slytherin. Có thể là do Harry tưởng tượng, hoặc giả, cậu đã nghe nói về nhà Slytherin nhiều quá, nhưng quả là cậu thấy đám nhà này không dễ thương chút nào. Bây giờ Harry bắt đầu thấy phát bệnh rồi. Cậu nhớ lần chọn cầu thủ cho đội thể thao trường cũ, cậu luôn luôn là người được chọn cuối cùng. Không phải vì cậu chơi dở, mà là vì không ai muốn đất ly nghĩ là mình thích Harry. Justin Fringe, Fletch Klee, nhà Hufflepuff. Harry để ý khi đội cái nón vào thông báo kết quả ngay. Nhưng có một số trường hợp hình như cái nón do dự một lúc rồi mới báo kết quả. Seamus Finnegan, là thằng bé tóc vàng đứng sắp hàng cạnh Harry. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor. Hermione Granger. Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên. Nhà Gryffindor. Ron nghe tay đó nghiến răng trèo trẹo Một ý tưởng khủng khiếp bỗng bật lên trong đầu Harry. Nếu rốt cuộc mình không được chọn vô nhà nào hết thì sao? sẽ ra sao nếu mình phải ngồi đợi rất lâu vô tận trên cái ghế đó với cái nón sụp tới mắt rồi giáo sư McGonagall đến giờ nón ra mà nói rằng có sự nhầm lẫn và mời cậu ra tàu lửa mà về đi thôi. Khi Neville Longbottom, thằng bé cứ mất cóc hoài đó được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận của Neville Nhà Gryffindor Neville nhảy cẫng lên, quên cả giờ nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư Mark McGonagall. Mà nó lắp bắp gọi nhầm là McGonagall. Morag. Tới lượt thằng nhợt nhạt Manfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó thì đã tuyên bố liền. Nhà Slytherin. Manfoy nhập bọn với Scrabble và Goy, trong nó cực kỳ thỏa mãn chẳng còn lại mấy người nữa, Moon, Nod, Pakistan, rồi đến hai cô bé sinh đôi, Patin và Patty, rồi đến Peck, Shelly, Anne và rồi cuối cùng cũng đến Harry Potter. khi Harry bước tới, cậu nghe thấy tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía. có phải cô giáo mới gọi Potter không? có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không? Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của cậu là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về cậu. Harry chờ đợi. Cậu nghe một giọng nói bên tai. Chà, khó đây, rất khó. Can đảm có thừa, trí tuệ cũng không kém. Lại có năng khiếu, ấy chà, có tài đấy quỷ thần ơi. Và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ. Hay thật, thế mi muốn ta phân mi vô loại nào? Harry nắm chặt ghế mà nghĩ Đừng vô Slytherin, đừng vô Slytherin Không chịu Slytherin hả? Giọng nói bên tai lại vang lên nho nhỏ Mi có chắc không đó? Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại Mi biết đấy trong đầu mi có tất cả rồi Và Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại Chắc chắn như vậy Không hả? Được thôi Nếu mi đã dứt khoát Thì tốt hơn là về Gryffindor Harry nghe cái nón sướng lên từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sành đường cùng nghe. Cậu dở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor, chân vẫn còn run. Cậu đang lâng lâng cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị chọn vào Slytherin. Đến nỗi không nhận thấy tiếng gieo hò cổ vũ cho cậu lớn đến hết thảy từ nãy đến giờ. Huynh trưởng Percy đứng phát dậy, bắt tay cậu trao đón nồng nhiệt. Trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì gào lên. Tụi mình có Harry Potter rồi, tụi mình có Harry Potter rồi. Harry ngồi cuống, đối diện với con ma mặc áo cổ xếp nếp mà cậu đã thấy trước đó. Con ma vỗ lên cánh tay cậu, khiến cậu rung cả mình. Cảm thấy như ai đó nắm lấy cậu và nhúng vô vào xô nước đá lạnh cóng vậy. Từ chỗ ngồi này, bây giờ Harry có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao. Cậu thấy lão Hagrid ở cuối bàn, đang nhìn cậu và giơ một ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi. Cậu nhe răng cười lại với harry Và kia, ở khúc bàn giữa, trên một cái ghế to bằng vàng là cụ Albert Dumbledore. Harry có thể nhận ra cụ ngay nhờ nhìn thấy chân dung cụ trên tấm thẻ trong gói sô cô la Mái tóc bạc của cụ Dumbledore là thứ duy nhất trong sảnh đường này tỏa sáng, ngang ngửa với mấy con ma. Harry cũng nhận ra giáo sư Quirrell, người đã trò chuyện với cậu ở quán rượu Licky Corrin. Trông ông khá kỳ dị với cái vành khăn lớn màu tím đội trên đầu. Và bây giờ thì chỉ còn ba đứa học trò chưa phân loại. Dean Thomas là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron, được vô nhà Gryffindor đến ngồi bên cạnh Harry. Lisa Tupin. Cô bé này về nhà Ravenclaw. Và cuối cùng tới lượt Ron. Nó xanh lét như tàu lá chuối. Harry đặt hai ngón tay chéo nhau phía dưới bàn để cầu nguyện và vài giây sau cái nón tuyên bố Nhà Gryffindor Harry vỗ tay như điên khi Ron lê bước về phía cậu và gần như đổ cục vào chiếc ghế bên cạnh Giỏi lắm Ron, xuất sắc Huynh trưởng Percy, anh trai Ron gào lên đắc thắng Giáo sư Mark McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất chiếc nón phân loại đi Harry ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không Bây giờ mới nhận ra là mình đang đói cồn cào cái bánh bí ngô mà cậu ăn hết trên tàu lửa hình như đã tiêu hóa từ mấy đời rồi. Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh. Hai cánh tay cụ giang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn được nữa là được nhìn thấy những học sinh của mình tại đây. Cụ nói, chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đây lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần, mít ướt, vặt vãnh, véo, cảm ơn. Cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết con nên cười hay không. Cậu ngờ ngợ hỏi Percy. Cụ, cụ ấy, cụ ấy có mát không vậy? Mát hả? Pives vui vẻ nói. Cụ là thiên tài, phù thủy giỏi nhất thế giới đấy. Nhưng mà, ừ đúng, cụ cũng có hơi mát một tí tẹo. Ăn khoai tây không, Harry? Harry há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Những cái đĩa trống trước mặt cậu giờ đây đã đầy áp thức ăn. Cậu chưa từng thấy nhiều đồ ăn mà cậu ưa thích lại chất đầy trên bàn đến thế. Thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì rắc kia, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua và chắc để cho quái dị còn có cả những con bọ the. Gia đình Dursley thật ra chưa từng bỏ đói Harry. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ được phép ăn thỏa thuê như thế. Lại thêm, thằng Đất Ly vẫn luôn giành mất bất cứ thứ gì mà Harry thích, dù rằng thật sự Đất Ly không cần. Harry chất vô đĩa của cậu mỗi thứ một chút, ngoại trừ món bò the và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo. Con ma mặc áo cổ xếp đứng bên cạnh, nó buồn bã nhìn Harry cắt miếng bít tết. Trông ngon nhỉ. Harry ngỏ ý mời. Ông không ăn sao? Con ma nói, Ta đã không ăn gần 400 năm rồi Dĩ nhiên là ta không cần ăn nữa Nhưng ta vẫn nhớ thói quen ăn uống Hình như ta chưa tự giới thiệu thì phải Ta là ngài Nicholas de Missy Poppington trong tháp Gryffindor a, à, cháu biết ông là ai rồi Ron nghe tới đó la lên đột ngột Các anh của cháu có kể về ông Ông là Nick suýt mất đầu Con ma sượng sùng Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicholas de Missy nhưng thằng bé tóc biến vàng Seymour Finnegan cắt ngang Suýt mất đầu Làm sao mà ông lại suýt mất đầu Ngài Nicholas rõ ràng Phật ý vô cùng Như thể câu chuyện tào lao nho nhỏ này Diễn ra theo hướng hoàn toàn ngoài ý muốn Kiềm lòng lắm Ngài mới cáu kỉnh đáp Như thế này này Ngài nắm vành tay trái của mình kéo lên Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ Ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc hiển nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài. Nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn ghẽ cho lắm. Vẻ sợ hãi hiện lên trên nét mặt bọn trẻ, làm cho ngài Nick suýt mất đầu rất hài lòng. Ngài đặt cái đầu vào vị trí cũ, ho húng hăng và nói, Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay. Được chứ, chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp suốt 6 năm nay. Nam tước đẫm máu ngày càng hoanh hoang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy. Harry nhìn qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó. Hai hốc mắt trống không nhìn đam đam, một gương mặt buồn thảm và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Con ma đó ngồi bên cạnh Manfoy và Harry thì khoái chí nhận thấy Manfoy có vẻ bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy. Sirius hỏi, hết sức hào hứng. Làm sao mà ông ấy bê bết máu như thế chứ? Nick suýt mất đầu tỏ ra tế nhỉ. Ta chưa bao giờ hỏi hắn về điều đó. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên đĩa cũng tự động biến mất, để lại những cái đĩa sạch bong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra, hàng tàng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra. Bánh mật, bánh sô-cô-la, nhồi kem, mứt, đậu dâu, thạch, ché nếp, đủ thứ. Harry tự sắn cho mình một miếng bánh mật. Lúc này câu chuyện phiếm đã chuyển sang đề tài gia đình. Simmers nói, Tôi nửa này nửa kia, ba tôi là dân mất cờ. Mẹ tôi thì không hề nói cho ba tôi biết bà là dân phù thủy. Khi cưới nhau rồi ba tôi mới biết, một cú sốc ghê gớm cho ổng lắm. Những đứa trẻ xung quanh bật cười. Ron hỏi, còn bồ thì sao hả Neville? À, bà tôi nuôi dạy tôi, bà tôi là một phù thủy, nhưng cả nhà tôi đến lớn thì vẫn nghĩ tôi chỉ là dân mất gồ trăm phần trăm ông cậu anji cứ thừa lúc tôi không để ý là tìm cách thử xem tôi con này ra được tí phép thuật nào không có lần ông đem nhấn nước tôi ở ngoài cảng sâu ấy tôi xém chết luôn nhưng mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết mãi đến khi tôi lên tám kỳ đó ở trên lầu ông cậu anji đến uống trà ông nắm cổ chân tôi chút ngược xuống đưa ra ngoài cửa sổ đang như thế thì mở enid đưa cho ông ổ bánh trứng. Ông vô tình buông tôi ra để cầm bánh. Tôi rớt xuống đường rồi dội ngược lên, lăn ra ngoài vườn. Chẳng sao cả. Bà tôi mừng đến phát khóc. Tất cả mọi người đều mừng. Phải như mấy bồ thấy mặt họ lúc tôi nhận được giấy gọi nhập trường. Mọi người đều nghĩ tôi không đủ năng khiếu ma thuật để được đi học cơ. Ông cậu Anji mừng đến nỗi mua cho tôi cả một con cóc này. Bên cạnh Harry, huynh trưởng Percy và Hermione đang trò chuyện về bài vở. Đại khái, anh hy vọng các em bắt đầu học ngay. Có nhiều thứ phải học lắm. Anh đặc biệt thích môn biến hóa. Em cũng biết đấy, biến cái này thành cái khác. Dĩ nhiên đó là môn rất khó. Em sẽ bắt đầu với những vật nhỏ, chẳng hạn như biến que diêm thành cây kim. Harry bắt đầu cảm thấy no nê ấm áp và buồn ngủ. Lại nhìn lên dãy bàn cao, lão Harry đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Quirrell đầu đội khăn vành lớn đang nói chuyện với một vài giáo viên khác có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm da tái xám. Thế rồi rất nhanh, rất đột ngột, cái ông giáo mũi khoằm qua cái vành khăn của giáo sư Quirrell nhìn thẳng vào mắt Harry. Một cơn đau thốn nhói lên từ vết thẹo trên trán Harry. Ôi! Harry xoa tay lên trán. Percy hỏi, chuyện gì vậy? Không, không có gì. Cơn đau lại biến đi trong chớp mắt. Nhưng điều mà Harry nhận được ngay khi bắt gặp cái nhìn của ông giáo sư mũi khoằm kia thì không dễ dàng đi qua. Harry có cảm giác là ông không thích cậu chút nào. Cậu hỏi Percy, người đang trò chuyện với giáo sư Quirrell là ai vậy? A, à, em đã biết giáo sư Quirrell rồi hả? Hèn gì, ông ấy có vẻ bồn chồn đến thế. Người kia là giáo sư Snap. Ông ấy dạy môn độc dược, nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó đâu. Ai cũng biết là ông muốn giành công việc của giáo sư Quirrell. Ấm dành kinh khủng về nghệ thuật hắc ám. Ông Snap ấy. Harry quan sát giáo sư Snap một lúc. Nhưng ông ta không thèm nhìn lại Harry lấy một lần nào nữa. Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng. <laughs> Chỉ vài lời thôi. Bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất, nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy. Nói tới đó, đôi mắt cụ đâm đo hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Wesley, rồi cụ tiếp tục. Tôi cũng được ông Flick, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật bên ngoài trường học. Trong hành lang, các trận bóng quyết định sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà húc và cuối cùng tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó harry bật cười nhưng cả đám chỉ có vài đứa cười được như cậu cậu thì thào hỏi Percy cậu ấy nói nghiêm túc chứ hả Percy cau mày trước những lời giáo huấn của cụ Dumbledore phải nghiêm túc đấy. Cũng hơi lạ, bởi vì cụ Dumbledore thường nói rõ lý do chúng ta không được phép đi đâu đó. Thí dụ như không được vào rừng vì đầy thú dữ nguy hiểm. Còn vụ này anh nghĩ ít nhất, cụ cũng nên nói cho các huynh trưởng biết. Cụ đo lại nói, Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng hát một bài ca của trường. Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm. Cụ đăm đo vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên dãy bàn. Cụ đăm đo bảo, mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu. Và cả trường gào lên. Howard, 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 làm ơn dạy chúng tôi đôi điều, dù chúng tôi già hói hay trẻ măng với đầu gối ghẻ. Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét, những điều thú vị. Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí, rồi chết và ít lông bụi. Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết, trả lại điều gì chúng tôi đã quên. Hãy làm hết sức mình, phần còn lại để chúng tôi tự do. Và học cho đến khi đầu óc nhũn giữa. Bài hát chấm dứt Người dứt trước, người song sau. Sau rốt, chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Wesley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ đam đo dơ cây đũa thần lên, thu hồi các lời ca và vỗ tay. Cụ vỗ tay to nhất, vừa chui mắt, vừa nói. Ôi âm nhạc, đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ, mọi người biến đi cho. Dân Gryffindor năm thứ nhất đi theo Percy, đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi sảnh đường lên một cầu thang đá hoa cương. Trần cảng Harry lạnh nặng như trì, nhưng ấy là tại vì cậu đã quá mệt và vừa ních xong một bụng đầy. Cậu cũng đã quá buồn ngủ, đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bước chân dung treo dọc đường, xì xào, chỉ trỏ lúc cậu đi qua. Cậu cũng hết ngạc nhiên nổi khi mà Percy dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Họ trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết cặp giò vừa ngáp. Harry đang thắc mắc cậu còn phải đi bao xa nữa thì cả đám ngừng lại đột ngột trước mặt chúng một bó gậy đang bay lơ lửng trong không trung percy bước tới một bước và những cây gậy bắt đầu nhào vô cậu percy nói nhỏ với đám học sinh năm thứ nhất pvs một gã yêu tinh rồi percy kêu lớn pvs xuất đầu lộ diện đi chỉ có một tiếng gì nghe thô và lớn giống như tiếng bong bóng xỉ hơi. Đáp lại, Percy dọa. Anh có muốn tôi đến gặp nam tước đẫm máu không? Bốp một cái. Một gã bé chót, có đôi mắt danh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện ra. Hắn vắt chân chéo, ngoe nguẩy và trôi lơ lửng cùng đám gậy. Với giọng nói yêu tinh tí tẩn, hắn suýt xoa. ấy chà, lính mới tò te vui đáo đẻ. Thình lình hắn chọc bó gậy vô đám học sinh năm thứ nhất khiến cả đám vội thụp đầu xuống. Percy giận dữ quát. Tránh ra Pivest. Nếu không thì ta sẽ mách nam tước. Ta nói thật đấy. Pivest thẻ lưỡi ra rồi biến mất. Thả rơi đám gậy xuống đầu Neville. Bọn trẻ nghe tiếng hắn lượn vòng, khu áo giáp sùng xoẻng rồi bỏ đi. Cả bọn lại đi tiếp. Percy dặn dò. Các em hãy coi chừng Pivest. Nam tước đẫm máu là người duy nhất kiềm chế được hắn. Chứ huynh trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Cuối hành lang, có treo bước chân dung một người đàn bà mập ú, mặc áo lụa màu hồng. Bà hỏi, mật khẩu. Percy đáp, Capos Draconis. Bước chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào. Neville cần phải có người đỡ một chân lên mới chui qua được. Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor. Một căn phòng tròn ấm áp, đầy những chiếc ghế bành êm ái. Percy đưa mấy nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bạn nam sinh thì về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng, có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghẹo của lâu đài. Cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm bàng nhung đỏ rậm. Dương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo ra rồi lăn ra ngủ. Ron vẫn còn thức. Đồ ăn ngon quá hả? qua cái mùng thì thầm với Harry. Tránh ra. Scabber. Trời đất, nó nhai tấm khăn trải giường của mình rồi. Harry cũng muốn hỏi xem Ron nó có ăn món bánh mật không. Nhưng mắt cậu thì đã díu lại và ngủ thiếp đi. Có lẽ Harry đã ăn quá nhiều nên cậu bị ác mộng. Cậu thấy mình đang đội cái khăn vành của giáo sư Quirrell. Cái khăn vành cứ lại nhảy khuyên cậu qua nhà Slytherin ngay, bởi vì đó là định mệnh rồi. Harry nói với cái khăn là cậu không muốn ở nhà Slytherin. Cái khăn bèn trở nên mỗi lúc một nặng hơn. Cậu cố gắng vứt cái khăn vành đi, nhưng cái khăn càng lúc càng siết chặt hơn, khiến cậu vô cùng đau đớn. Và trong khi cậu vật lộn với cái khăn vành đội đầu, thì Malfoy cười ngạt nghẽo, dễu cợt. Rồi Malfoy hóa thành ông giáo sư mũi khoằm, ông Snap. Tiếng cười của ông này càng lúc càng lớn và nham hiểm. Một tia sáng xanh lẻ, lóe lên, và Harry bừng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy toát mồ hôi. Harry cuộn tròn người và chìm lại vào giấc ngủ. Khi thức giấc vào ngày hôm sau, cậu không còn nhớ gì về giấc mơ đêm qua nữa. Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn sách Harry Potter và Hòn đá phù thủy và những tập tiếp theo tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.